trưng rồi gói xong thì mình sẽ luôn, nói chung là chuẩn bị cũng khá là đầy đủ và sắp để cái câu là mình luộc bánh trưng qua đêm rồi em ạ. Dạ vâng, vậy thì ngày hôm nay em đến đây thì cũng rất mong sẽ được tham gia chuẩn bị mời sáu mình ạ. Từ các nơi như là đấy, khi đặt đi khách nhà nào là đi mua lá này, nhà nào là mua gạo mua đỗ, xong đó tôi phân công là bạn nào đi mua thịt ướp thịt và phần nào là trang trí, tôi phân công cho từng bạn và các bạn đều hào hứng và ai đã nhận trách nhiệm nào là các bạn làm tròn trách nhiệm đấy, rất là chuyên nghiệp. Phấn đỏ, mua nhiều phấn đỏ.